Đây là cá tạp, vừa cá linh già, rồi cá rảnh. Cá này thì làm ở chợ này. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho trộn ăn nhé. Bà con lưu ý thì có một số loại cá đó, con trộn nó có con nó chê, như ví dụ con cá này, đây là con cá cóc này, thì nó hơi có mùi hôi, cho nên thường là nhiều con nó chê. Cá rô phi thì thường là nếu như con lớn quá, nó thịt nó hơi cứng, cho nên con tròn nó sẽ không khoái. Đối với những cái các loại cá chê lớn quá, cá rô lớn quá. Đó. Thì cá chúng ta chỉ cần làm sạch ruột như thế này, rồi chúng ta cho nó ăn. Rồi con cá bà con như thế này. Thì đối với trộn lớn chúng ta có thể là cho 2 con đó, ăn sống như vậy. Rồi thế này này. Con này còn đang ngáy ngủ. Con này thì em ăn rồi đấy, lên trên nóc chóc đây. Cá như này thì nó mềm, thịt nó ngọt, con trộn nó rất là khoái. Ở đây thì cá đa số là tôi mua được ở buổi sáng, cho nên là cho mấy con trồn này ăn bữa chính là buổi sáng. Cá này nếu mà chúng ta ngâm nước, chúng ta rửa mà chúng ta không vớt ra ngay thì thường là nó sẽ ươn rất là nhanh. Như vậy thì chúng ta nên rửa ít một, sau rồi cho nó ăn. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta lại đi ra rửa. Đây con này thì lanh chanh lóc chóc đây. Cái bàn tay của nó thì rất là khéo. Nó có thể thò ra rồi bắt đầu là nó quơ lấy cái con mồi đây, đấy, lanh chanh lóc chóc.
Con này tối hôm qua ăn no quá nên giờ còn lần sừng. Đối với tròn lớn này gần như tôi hạn chế chuối. Xem nó sẽ phản ứng như làm sao. Rồi sau khi mà chúng ta cho ăn hết một tô rồi, chúng ta lại bắt đầu tiếp tục rửa. Đó, đây là những con cá linh già. Mùa này vẫn có cá linh. Hơn 20 ngàn một ký. Đây là tôi rửa để quay video cho bà con thôi, chứ còn thường thì sẽ rửa một lúc thì cho ăn hết luôn. Đối với những con cá như thế này này thì một con tròn lớn này, chúng ta có thể là cho ăn 2 hoặc 3 con. Đây là những con tròn hương đang mang bầu này. Đối với những con háu ăn như này, nếu mà chúng ta mở cửa không khéo là nó sẽ táp vào tay. Nó táp, thực ra nó táp con mồi thôi chứ không phải là táp chúng ta đâu. Nhưng mà nó tham quá cho nên là nó cứ thấy đưa vào là nó táp thôi. Vừa quay vừa cho tròn ăn rất là khó nên bà con thông cảm, hình ảnh đôi khi nó không được đẹp. Đưa không khéo nó vào là bị táp tay ngay. Và thực tế nuôi thì chúng ta tôi thấy rằng những cái con mà tròn hương cái càng giữ thì nó càng chăm con càng tốt. Đó. Đối với những con mà nó háu ăn như này thì chúng ta tốt nhất là nên sử dụng một cái kẹp gắp đá dài rồi chúng ta đưa vào cho nó ăn, thì để tránh cái việc mà nó táp vào tay của chúng ta. Đấy. Nói chung là đối với cá này này thì con nào mà nó hơi phàm ăn đấy thì bà con có thể cho ăn cố cũng được, cho ăn thêm cũng được, không sao. Cá này thì nó cũng không chúng ta cũng không sợ mập lắm đâu. Chủ yếu là chúng ta cho ăn chuối và cháo nhiều thì mới sợ mập thôi. Thế còn cá này thì những cái cá nhỏ này thì bình thường không vấn đề gì. Đó, nó xin ăn xong rồi nó tha về góc chuồng nó ăn. Có những con rất là kỹ. À, nếu như mà chúng ta có cái máng ăn á là nó sẽ tha vào máng ăn để nó ăn rất là gọn, bởi vì nó sợ rơi xuống dưới đất. Đó, những cái con như vậy thì có cái nết rất là tốt. Thường thì những con như vậy nó sẽ không có ị bậy, bởi vì nó sẽ biết được chỗ nào sạch và chỗ nào có thể là để đi vệ sinh. Nhưng còn như vậy thì tính nết rất là tốt, chúng ta nên duy trì và nhân đàn ra.
Thế còn cũng có những con thì phẩm chất sinh sản rất là tốt, nhưng mà thường có cái thói rất là xấu, đó là hay vị vào máng ăn hoặc là vị vào máng uống, cho nên là máng uống phải treo cao lên, như vậy thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho con này ăn nhé. Tha về góc ăn. Đây con này đòi đấy. Con này thì đang lên giống cho nên là ăn uống rón rén này. Con này thì như thế nào? Đấy. Tắt bắp. Rồi, con này ăn hết một con cá rồi. Tiếp tục cho con thứ hai. Đó, tha về góc. Những cái con như thế này là nếp ăn rất là tốt rồi. Tha về một góc để ăn. Con này đang thèm ăn. Đây. Nó sẽ tha rút cái bụng một cái. Đấy. Con này thì bị một cái vết chày ở lưng do là cái tôn bị cong lên rồi nó ban đêm quậy đụng vô đó là mất da luôn, mất một mảng da. Đây, rồi đến em này. Có những con có cái nếp ăn rất là rón rén. À, gửi xong rồi bắt đầu mới ăn. Đấy. Đây. Sang đến em này. Ở vùng sông nước thì nói chung cá rất là phong phú và rất là rẻ. Thì chúng ta nên lựa những loại cá nhỏ, thịt mềm. Ăn nó sẽ thích hơn. Rồi, tiếp tục lấy ra rửa. Chúng ta chỉ cần rửa sơ qua thôi. Nếu mà bà con nào cẩn thận đấy, thì chúng ta có thể là rửa với muối nhé. Rửa với muối đi cho nó gọi là sạch hơn. Mỗi một bữa ăn đấy là gần đây con tròn là hết chục ký cá như thế này. Nói chung là khi mà đã làm sạch rồi thì chúng ta chỉ cần rửa sơ qua thôi, không có gì đâu. Còn đối với cá trê mà chúng ta nuôi ở rạch ấy, thức ăn tự nhiên là các loại cháo này, thì bớt lên, chúng ta không cần nó đâu, cho nó ăn viên con cũng được. Tiếp tục trực chờ. Rón rén rón rén. Ăn đi. Đấy. Giả vờ nữa. Đây này. Ăn đi.
Con này đã ăn 3 con rồi nhá. Đón lên, đón lên. Đối với những con cá nhỏ như này thì đôi khi ăn nó sẽ bị lọt xuống dưới sàn. Đấy. Rồi, chuyện nhà nông xin được kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau nhé.